Quý vị thân mến, hiện tại thì chúng ta đang có mặt trong phòng trẻ hóa vô khuẩn của Thẩm mỹ quốc tế Bali và bác sĩ thì đã xong một nửa mặt cho chị Phương Hoa sau khi căng chỉ extra lip rồi ạ. Thì chúng ta hãy cùng xem là cái kết quả nửa mặt của chị như thế nào nhé. Dạ vâng, em mời chị ngồi dậy ạ. Chị có hồi hộp về kết quả của mình không ạ? Rất là chị có thể xem lại hình ảnh em vừa ghi lại của chị đây ạ. Là hình ảnh trước khi mình làm căng chỉ và quý vị cũng có thể thấy nhá. Đó, rất là nhiều nếp nhăn và da bị trùng xệ rất là nhiều này. Và bây giờ là chị kỹ thuật viên sẽ đó để lấy gân làm để nhìn á. Đó, chị có thấy khác không ạ? Ui, khác thật em ạ. Một bên thì đã được kéo căng hơn rất là nhiều rồi, còn bên này thì vẫn còn chảy xệ, thì bác sĩ có thể phân tích giúp em cái sự khác biệt giữa hai nửa gương mặt sau khi làm căng chỉ được không ạ? Em mọi người nhìn thấy sau khi làm xong thì khu vực khối cơ hai bên hàm của chị Hương đã được kéo và nâng lên, khiến cho vùng rãnh cười được xóa mờ đi, nông hơn rất là nhiều. Các nếp nhăn li ti khu vực mắt này, đấy, các nếp nhăn li ti khu vực đuôi mắt của chị Hương đã được xóa mờ đi, trong gương mặt bên này được kéo nông, kéo lên, được lift lên, trong gương mặt rất là tươi trẻ. Đó, còn cái phần mà mình chưa làm này, quý vị có thể thấy là bác sĩ có thể nghiêng cái phần mặt bên này về cho quý vị khách hàng thấy, thì rất là nhiều nếp nhăn ở vùng đuôi mắt và đặc biệt là cái phần rãnh ròng nó đang bị đổ mô, chảy xệ xuống trông rất là xấu xí. Còn một nửa gương mặt thì đã trẻ hơn rất là nhiều rồi. Thì chị ơi, trong lúc làm chị có thấy thoải mái không ạ? Hình như là mình ngủ được một giấc rồi. Mọi người thế bảo thì là bác sĩ đã làm rất là nhẹ nhàng rồi. Và đó, thì bây giờ là mình đã làm xong nửa mặt rồi, thì khoảng 30 phút nữa thôi thì bác sĩ sẽ làm xong nốt nửa mặt còn lại cho mình là sẽ đẹp hoàn toàn chị ạ. Thì chị có hồi hộp về kết quả sau khi mình làm cả mặt không ạ? Có, chị rất là hồi hộp, tại vì bây giờ nhìn nửa mặt thấy hai bên khác nhau hoàn toàn, là những cái nếp nhăn ở trên này nó đã mất đi phần nào rồi. Vâng, vậy thì là bây giờ em sẽ mời chị nằm xuống để bác sĩ có thể làm nốt cái nửa mặt gương mặt còn lại cho mình nhá. Và quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được xem kết quả sau khi căng chỉ extra lip nửa mặt của chị Phương Hoa. Và hãy cùng đón chờ, sau 30 phút nữa thôi chị Phương Hoa sẽ làm xong căng chỉ cả mặt và chúng ta hãy cùng xem kết quả nhé.